Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt liên quan tới Việt Nam với ký giả Phạm Trần. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 11 tháng 6, Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã công bố kết quả cuộc lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức vào ngày hôm qua, ngày 10 tháng 6. Trong một cuộc bỏ phiếu kín tại Quốc hội, thưa quý vị, kết quả cho thấy là ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị bỏ phiếu tín nhiệm thấp cao nhất trong số 9 ủy viên Bộ Chính trị. Cái số phiếu mà người ta bỏ cho ông Nguyễn Tấn Dũng, tức là tín nhiệm thấp, thưa quý vị, là 160 phiếu. Đấy là con số mà tôi cho rằng là có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc đời chính trị của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà tuy nhiên, thưa quý vị, theo như cái quy định của Quốc hội thì chỉ có những người nào bị bỏ phiếu tín nhiệm thấp qua bán phần của Quốc hội, tức là trên 250 đại biểu Quốc hội, thì mới bị đưa sang cái giai đoạn 2, tức là bỏ phiếu tín nhiệm. Vì vậy cho nên trong tất cả 47 chức danh mà Quốc hội bỏ phiếu vào ngày 10 tháng 6 và công bố ngày hôm nay, thưa quý vị, tại Hà Nội, thì cho thấy là không có bất cứ một người nào đã bị lọt sổ xuống trong cái hàng được gọi là tín nhiệm thấp. Thưa quý vị, tuy nhiên trong tất cả những cái người mà bị bỏ phiếu tín nhiệm thấp trong số 47 chức danh đó, thì có ông Nguyễn Văn Bình là thống đốc ngân hàng của nhà nước đã bị bỏ phiếu 209 phiếu. Đây là cái con số tôi cho rằng là cái con số cao nhất và đã ảnh hưởng đến, sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề tồn tại hay không tồn tại của ông Nguyễn Văn Bình. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Bình đã bị chỉ trích là đã không điều hành cái nền kinh tế cho nó vững chắc, làm ăn để cho các ngân hàng bị xáo trộn, nợ nần nhà nước rất nhiều. Trong cái thời gian vừa rồi, ông đã dính líu vào cái thị trường vàng cũng như là cái sự xáo trộn của đồng bạc Việt Nam. Vì vậy cho nên các dân biểu, các đại biểu của Quốc hội đã bỏ phiếu căn cứ trên các cái lĩnh vực xã hội, kinh tế, quốc phòng và an ninh. Tất cả các cái chức vụ có liên hệ đến cái vấn đề như là lưu thông hay là vấn đề y tế của người dân cũng đều ảnh hưởng rất lớn trong cái lá phiếu của các đại biểu Quốc hội. Như tôi nói hồi đầu, thưa quý vị, không có bất cứ người nào đã bị ở trong cái danh sách được gọi là tín nhiệm thấp và sẽ bị phải bỏ phiếu, được gọi là, mình cứ tạm gọi nó là bất tín nhiệm đi. Không có một người nào như thế cả. Vì vậy cho nên là cái phản ứng chung tại Quốc hội sau khi bỏ phiếu thì đều cho rằng là cuộc họ bỏ phiếu rất là minh bạch, thẳng thắn và được gọi là dân chủ. Tuy nhiên cái ảnh hưởng của cái cuộc bỏ phiếu này, theo lời của ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, những người nào được phiếu tín nhiệm cao nhất hoặc là tín nhiệm thấp cũng đều có cái nhiệm vụ là phải chỉnh đốn lại cái vấn đề làm việc của mình. Cái người mà được bỏ phiếu tín nhiệm cao nhất trong kỳ này, thưa quý vị, không ai khác hơn là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Bà được 372 phiếu tín nhiệm cao. Người đứng hàng thứ nhì, thưa quý vị, là bà Nguyễn Thị Mai, chủ nhiệm Ủy ban về vấn đề xã hội của Quốc hội. Bà được 335 phiếu. Và người thứ ba là ông Bộ trưởng Quốc phòng, ông Đại tướng Phùng Quang Thanh, được bỏ phiếu tín nhiệm cao là 332 phiếu. Và cái người thứ tư là ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, 330 phiếu. Trong khi đó, thưa quý vị, ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ được có 210 phiếu tín nhiệm cao. Cái số phiếu tuy là không cao trong số 9 ủy viên Bộ Chính trị, nhưng mà ông ấy vẫn tồn tại là bởi vì không có những cái quy luật nào cho thấy là ông ấy có nhiệm vụ phải từ chức nếu bị cái số phiếu tín nhiệm thấp, tức là 160 phiếu. Nhưng mà tuy nhiên về cái vấn đề chính trị thì tôi cho rằng là đây là một cái ảnh hưởng hết sức là lớn lao. Và liệu ông Nguyễn Tấn Dũng có bị thay đổi hay không, hay là ông ta có từ chức hay không, thì cái đó, cái vấn đề tương lai sẽ trả lời. Và cuối năm nay, thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xúc tiến cái việc lấy phiếu tín nhiệm ở trong đảng. Cho đến giờ này chưa có bất cứ một cái quy luật nào do Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra, nhưng mà người ta đã ấn định là vào cuối năm nay sẽ lấy phiếu tín nhiệm trong đảng. Như vậy là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có một cái cuộc bỏ phiếu lần thứ hai, cuộc bỏ phiếu ở trong đảng, có ảnh hưởng hay không đến cuộc đời chính trị của ông Nguyễn Tấn Dũng thì cái điều đó còn há hội phân giải. Nhưng mà thưa quý vị, cuối năm nay, tức là đánh dấu cái nhiệm kỳ
thứ hai và được coi như là giữa nhiệm kỳ của cái đảng, của cái ban chấp hành Trung ương Đảng thứ 11, thì cái vấn đề đặt ra là liệu ông Nguyễn Tấn Dũng có sẽ bị thay thế hay là sẽ bị giáng chức hay không, thì cái điều đó còn hao hồi phân giải. Tuy nhiên cái cuộc bỏ phiếu vừa rồi, thưa quý vị, đối với cái, những cái người quan sát tình hình Việt Nam như tôi, thì tôi cho rằng là nó không có giải quyết được vấn đề gì, là bởi vì tất cả những cái vấn đề nghiêm trọng của xã hội, vấn đề trộm cắp, vấn đề an ninh xã hội, vấn đề văn hóa suy đồi, vấn đề giáo dục đi xuống, hoặc là vấn đề lưu thông ở trong nước gây ra tai nạn rất nhiều, thì tất cả những cái cuộc bỏ phiếu đó không có ảnh hưởng là bao nhiêu. Thì đấy là một cái điều rất là thắc mắc, đặc biệt là cái vấn đề tham nhũng, cái vấn đề phe đảng ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như trong chính quyền Cộng sản Việt Nam được gọi là các nhóm lợi ích, thì cuộc bỏ phiếu vừa rồi không có cái phản ánh nào về cái tình trạng xã hội của Việt Nam. Vì vậy cho nên một số đại biểu Quốc hội sau khi bỏ phiếu, họ đã nói rằng trong tương lai phải chỉnh đốn lại cái vấn đề bỏ phiếu, là chỉ có bỏ phiếu trong hai giai đoạn, một là tín nhiệm, hai là bất tín nhiệm, và chỉ khi nào cái tình trạng rất là gây khó khăn và rất là bức xúc đối với một chức vụ nào đó ở trong chính quyền, đặc biệt là trong hành pháp, thì mới bỏ phiếu ở Quốc hội mà thôi, chứ không có bỏ phiếu tràn lan như kỳ này. Là vì kỳ này trong số 47 chức danh có một số các cái chức danh của Quốc hội, thì điều đó là cái điều mà một số đại biểu Quốc hội cho rằng là không có hợp tình hợp lý đối với cái hoàn cảnh Việt Nam, và đặc biệt là đối với cái phương trình bỏ phiếu tín nhiệm và bất tín nhiệm như các nước dân chủ ở Tây phương. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tin đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.